Xin chào tất cả mọi người nha. Em mới lập kênh. Ai mà quay được thì giúp em một đăng ký nha. Bây giờ là 3 giờ sáng mọi người ạ. Hiện tại là tiết em đi rất là lạnh. Em đang ở ngoài hồ, em rất là lạnh. Nếu mà không có vấn đề gì thay đổi thì công việc của em về lại là ngày mới của em sẽ bắt đầu là sẽ bắt đầu bằng từ giờ này, có khi là nó sẽ hơn nữa. Để mọi người biết rõ hơn về công việc của em thì mời mọi người thêm nha. Còn em quay được thì giúp em một đăng ký nha. Cảm ơn mọi người nha. Bây giờ mời mọi người theo em để biết công việc của em buổi sáng bắt đầu là như thế nào nha. Em mời mọi người đi ha. Từ nó bắt đầu đi đổ no thế nào. Sướng trắng mọi người ạ. Chả thấy gì cả. Sướng nổi mà thấy điêu không mà. Mình gọi đây là cái no nha. Quả của một cái no đầu tiên được trưng như công đức. Chúng ta tiếp tục với cái no thứ hai nha mọi người, chờ với em nha. Xin mời mọi người cùng xem thành quả nha. Thành quả của em là đây rồi. Công đức là mỏm. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục đi đối lưu nha. Con nhỏ.
cuốn như này nhỏ thì chúng ta sẽ thả lại. Như thế này nó bắt được nè.
nó bắt đầu bùa lại. Bây giờ vào thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ vào để cho mình bạn đi thương lại nó kịp chờ, không thể nào đi chờ sớm. Và đây là thành quả. Có cua nhưng hàng nhỏ của mọi người nên em thả lại còn được nhiều đây. Bây giờ chúng ta sẽ phân ra từng loài nhé, phân ra từng loài và đem lên cho đem lên cho thương lái họ mua. Chúng ta sẽ đưa ra cá ra cá, tôm ra tôm, cua ra cua. Sẵn nít chặt rồi. Được một con cua nhỏ. Và sẵn nãy được 200 mọi người. Mọi người có ai thể thấy thì dù em muốn đăng ký nha. Đăng ký mọi người nha. Chào mọi người nha.